cũng rất là xứng đáng. Cũng xứng đáng thôi, 6 tháng. Chúng là học thì 2K thì cũng xứng đáng thôi. Và tương đối là cũng là hợp lý. Bạn cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền và học trong thời gian bao lâu để trở thành một tự sửa chữa xe máy chuyên nghiệp? Trong video ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ gửi tới tất cả mọi người chương trình học và học phí mới nhất của nghề sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân năm 2024-2025. Xe máy là một ngành vô cùng tiềm năng trong hiện tại cũng như ở tương lai. Do nhu cầu sử dụng xe máy vô cùng lớn nên việc tìm đầu ra cho ngành cũng khá dễ dàng, cùng với việc được đào tạo bài bản, khoa học, luôn cập nhật các kiến thức tiên tiến mới nhất về công nghệ, giúp trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết nhất để thành thạo tay nghề. Khóa học sửa chữa xe máy tổng hợp được đào tạo trong vòng thời gian từ 6 đến 8 tháng. Với khóa học sửa chữa xe máy tại dạy nghề Thanh Xuân, học viên sẽ được học thực hành trực tiếp trên các dòng xe số, xe ga, xe phun xăng điện tử, xe côn và cả xe phân khối lớn, về cả phần điện và cả phần máy. Với phương pháp học, thực nghiệp, học phần nào, chắc phần đó. Khi bắt đầu vào học, học viên sẽ được học trên các dòng xe số trước, thành thạo với các dòng xe số, sau đó sẽ chuyển sang học các dòng xe ga, xe côn hay xe phân khối lớn. Thực hành sẽ chiếm 80%, lý thuyết chiếm 20%. Bên cạnh phần lý thuyết chuyên ngành như nguyên lý điện cơ bản, linh điện tử, an toàn điện, nắm rõ các nguyên lý cấu tạo, sửa chữa, bảo dưỡng về cả cơ và điện, học viên sẽ được học thực hành sửa chữa, lắp ráp, cân chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng máy, điện, cơ các loại xe số, xe ga, xe phân khối lớn trên các động cơ và xe đang hoạt động, điều chỉnh bộ chế hòa khí, chỉnh tiết kiệm xăng các loại xe ga, hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống đánh lửa chiếu sáng tín hiệu, hệ thống công tắc thông minh, công tơ mét điện tử, hệ thống chống trộm lắp theo xe, công tắc ngắt mạch khi xe bị nghiêng đổ. Tại dạy nghề Thanh Xuân, khóa học nghề sửa chữa xe máy hiện được chia ra thành nhiều khóa nhỏ khác nhau để phù hợp với nhiều nhu cầu của học viên. Khóa học tổng hợp sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân hiện nay có mức học phí là 29.650.000 đồng. Mức học phí hiện tại của khóa học chuyên sửa chữa xe số tại trường dạy nghề Thanh Xuân là 16.650.000 đồng. Khóa học chuyên sửa chữa xe ga tại trường dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang có mức học phí là 20.650.000 đồng. Lưu ý, vừa rồi là mức học phí chưa bao gồm các chương trình ưu đãi của trường dạy nghề Thanh Xuân. Và để biết chi tiết chương trình ưu đãi của tháng này, nhanh tay liên hệ qua số hotline 0961 677 446 để được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Anh ơi, em chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về mình với cả mọi người nhé. Năm anh tên là gì và năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi và anh đến từ đâu ạ? Anh đây 37 rồi, mình đến từ Hà Nam. Trước khi học nghề sửa chữa xe máy thì anh làm nghề nghiệp gì ạ? Anh chưa làm nghề gì. Tức là mình làm tự do đúng không ạ anh? Dạ vâng. Lúc mình vào đây học thì anh phải đóng học phí là bao nhiêu tiền, anh có nhớ không ạ? 29 triệu, cả trường hỗ trợ thêm. Sau một thời gian ngắn học ở tại trường thì anh thấy cái mức học phí đấy nó có xứng đáng không ạ? Cũng xứng đáng thôi, 6 tháng. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phùng Đức Mạnh, năm nay em 19 tuổi. Em đã học nghề ở trường dạy nghề Thanh Xuân được hơn 2 tháng rồi ạ. Thế thì em có nhớ là lúc vào đây mình đóng mức học phí là bao nhiêu không? Em nhớ là mình đóng cả tiền học phí, cả tiền đồ nghề, đồng phục các thứ là khoảng 26 triệu. Chị nhớ không nhầm thì là hiện nay là bố của Mạnh đã có một cửa hàng sửa chữa xe máy và cửa hàng của mình đã hoạt động được gần 20 năm rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, bố có cửa hàng xe máy nhưng mà vẫn sẵn sàng gửi con xuống trường dạy nghề Thanh Xuân để học. Thế thì sau một thời gian học tập ở tại đây thì với một người mà gia đình của mình đã có làm qua nghề rồi. Đấy, thứ hai nữa là em cũng đã trải nghiệm chương trình học ở đây rồi. Thì em thấy cái mức học phí của mình bỏ ra như thế thì liệu nó có xứng đáng với những gì em nhận được không? Dạ, em thấy cũng rất là xứng đáng bởi vì chương trình học của mình cũng sát thực tế và được thực hành luyện tập làm đi làm lại rất nhiều. Mình sẽ dễ nhớ. Thế thì từ khi học ở đây thì đã về trả bài cho bố lần nào chưa? Dạ, em cũng có một vài lần bố cho làm những cái được học ở đây rồi. Thế bố nhận xét như thế nào về tay nghề của mình? Thì bố thấy em cũng biết hơn một số thứ về mặt cơ bản. Thì qua đấy thì có thể là khi mà học những cái khó hơn thì nó sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh ơi, anh giới thiệu một chút về mình với cả mọi người nhé. Mình tên là gì, mình đến từ đâu ạ? Mình tên Tự, đến từ Thanh Hóa. Dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 93. 93, dạ vâng. Năm nay 93 là sinh năm 93 đúng không anh? Vâng. Trước khi vào đây thì mình có làm nghề nghiệp gì ạ? Trước đây là mình đi phụ hồ với là đi làm công trình ấy. Dạ. Anh có nhớ là lúc mình vào đây thì mình đóng cái mức học phí là bao nhiêu tiền cho khóa học nghề sửa chữa xe máy không ạ? Khi vào thì nó rơi khoảng tầm hơn 20 thôi. Vâng. Thì em thấy là nó cũng tương đối chị ạ. Dạ. Hoặc là tương đối là cũng là hợp lý. Vâng.
Thì anh đánh giá như thế nào về chất lượng học tập, môi trường học tập và những cái trang thiết bị của nhà trường đã chuẩn bị cho học viên trong quá trình học ạ? Đánh giá học tập thì cũng tốt, mà môi trường thì sạch sẽ. Anh em các vùng miền về đây thì cũng hỗ trợ nhau và học tập là coi như là rất là tốt. Anh tên là Bùi Văn Hùng. Dạ. Anh đến từ Phú Thọ. Dạ. Anh ơi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh 37 tuổi. Vâng. Trước khi vào đây thì anh làm nghề nghiệp gì ạ? Trước này anh làm công ty. Dạ. Thế anh có nhớ là lúc vào đây thì mình đóng học phí là bao nhiêu không ạ? Mình đóng hết 28 triệu. Sau một thời gian học tập thì anh thấy cái mức học phí đấy có xứng đáng không anh? Chúng là học thì 2K thì cũng xứng đáng thôi. Dạ. Thì mình học thế này cũng được. Dạ. Ok. Dạ. Thì tại vì là cái mức học phí đấy đổi lại cho mình một cái nghề gắn bó với mình cả đời đúng không ạ? Thì anh đánh giá như thế nào về chất lượng học tập và môi trường học tập tại dạy nghề Thanh Xuân ạ? Chất lượng thì cũng ok và học cũng được, thầy giáo dạy tận tình. Để lựa chọn được nơi học uy tín về chất lượng, cam kết đầu ra cho học viên không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, thương hiệu dạy nghề Thanh Xuân đã được khẳng định trong hơn suốt 30 năm qua. Chúng tôi cam kết đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp và giám sát các quy định được đánh giá cao, với mục đích đảm bảo rằng tất cả học viên tốt nghiệp có thể đạt được sự cân bằng về chất lượng giữa nguồn cung và nguồn cầu. Khi đăng ký khóa học sửa chữa xe máy, các bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau. Chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao và giàu kinh nghiệm. Những người này không chỉ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa xe máy, mà còn có tâm huyết và đam mê trong công việc truyền đạt kiến thức cho học viên. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ kiến thức, kỹ năng đến kinh nghiệm, bạn sẽ có một môi trường học tập đầy năng lượng và sẵn sàng để phát triển các kỹ năng của mình. Dạy nghề Thanh Xuân cam kết mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học sinh. Chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế theo tỷ lệ và cập nhật theo xu hướng mới nhất trong ngành sửa chữa xe máy. Bạn sẽ được học những kỹ thuật tiên tiến, những phương pháp làm việc hiện đại và được áp dụng những công nghệ mới nhất vào trong công việc của mình. Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn trở thành những người thợ có tay nghề cao. Tại dạy nghề Thanh Xuân, chúng tôi hiểu rằng một môi trường học tập tốt và các thiết bị chất lượng là điều rất cần thiết để phát triển kỹ năng của học viên. Vì vậy, chúng tôi đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị mới nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của người học. Sau khi hoàn thành xong khóa học và đạt tiêu chuẩn được đầu ra, thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ chuẩn quốc gia. Với chứng chỉ này, bạn hoàn toàn có thể xin việc ở bất cứ đâu hoặc mở cơ sở kinh doanh cho riêng mình. Như vậy, qua video ngày hôm nay, Bảo Ngọc đã gửi đến mọi người chương trình đào tạo cũng như là học phí mới nhất của khóa học nghề sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Bạn quan tâm đến các khóa học nghề sửa chữa xe máy tại dạy nghề Thanh Xuân, vui lòng liên hệ qua số hotline 0961 677 446. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Bảo Ngọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!